là 150.000 cây. Xe là được bao nhiêu ngàn ta? Xe Kia Mazda là 100.000 cây, đi 10 xô là 150.000. Ủa? Kia có 100.000 thôi anh hả? Đúng rồi. Sau này mấy xe mua sau này mà bảo hành được 5 năm á thì nó được 150.000. Hello anh em, thì hôm nay lại tiếp tục một vlog tiếp theo. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi cùng với Idol Carnival. Mà Idol Carnival hôm nay tuyển ra được chiếc Peugeot 3008 này đi bảo dưỡng. Thì mình sẽ để xe của mình ở nhà Idol. Hôm bữa mình cũng đã lái chiếc này một lần rồi, nhưng mà hôm nay lái đi bảo dưỡng nha anh em. Lái đi bảo dưỡng nha. Ui nóng quá. Đây, Peugeot. Ủa? Giữ lâu. Ủa cái này là phải giữ hả? Giữ lâu ha. Này phải giữ lâu mới được anh em. Mà bản này bản bao nhiêu ta? Rồi không, 22 bao nhiêu? Hai mấy? 2020 mấy? 2020, 21? Không, 2019 luôn. Bản 2019 hả? Ủa? Hôm bữa mình lại nói với anh em là bản 2021 có 2019 hả? Đây là Peugeot 3008 2019 hả? Có chắc chắn cho lên nói giới thiệu với anh em là tầm 7 tầm bạ nữa. Hôm nay lái xe này đi bảo dưỡng 100.000 cây cho anh em. 100.000 cây lận á. Nè anh em, Peugeot 3008 100.000 cây, hôm nay sẽ lái đi ra hãng Kia ha. Ra cái 2020. 2020 hả? 2020 nha anh em. Peugeot GT 2020. Đấy, đây là cái cấu hình của nó. Anh em nhìn thấy ra đời mới á, đời từ 2023 gì ấy, 2023 24 gì á là nó đẹp hơn. Nó làm đẹp lắm. Mình có quay một video lái đời mới rồi cho anh em xem rồi. Nhưng mà chiếc xe này đúng thịt dạng cho bộ luôn nè. Xe chạy 2020 tới bây giờ là đã được 100.000 cây. GT Line. Đây dạ, đi ra hãng bảo dưỡng xe. Đây anh em, bỏ số km đâu bạn? Ở đây đúng không? Anh em, 100.000 100.000 0.4970 km, 104.970 km bạn. Ủa ra hả? Qua bạn ra. Bạn không mở cửa cho nên ra được. Đây ok, đây là góc lái của mình nha. 104.000. Này anh em, 104.000. Đó, 104.970 km nhá. Đây là chiếc Peugeot 3008 bản GT. Này em thấy tần số nè. Bấm nè. Đó, vô đề nè. Đó, bàn tay điện tử nè. Uy tín luôn. Cái vô lăng nó nhỏ nhỏ, cầm lái sướng vậy ta. Đấy, ok. Anh em nhìn thấy mấy cái phím nút này giống như là phím đàn đó ha. À, giống như phím đàn vậy á. Bật mát mát lên coi. À, mát mát nè. À, xem nhạc. Ủa. Xem nãy vừa thấy nó có hiện là hệ thống MMA mà. Hệ thống gì ứng dụng Apple CarPlay có đó nè, nó xịn luôn. Có cái chế độ lái đi. Đi ra hãng bảo dưỡng 104.000 cây là hết bảo hành chưa ta? 104.000 cây hết bảo hành rồi đúng không? Ừ, hết rồi nhưng mà vẫn phải đi bảo dưỡng. Vẫn phải đi bảo dưỡng. Và sport đó là cái đồ đập kính đúng không? Có đèn luôn ha. Rất là hay. Ừ, cái đó uy tín á. Và support được rồi. Support chưa ta? Support nó hiện lên như thế nào? Hả? Đây, hiện lên nó sáng ở đây nè. Đang tắt. À. Tính ra nha, nếu mà như một người bình thường ngồi á thì phải ngồi còn này thì mới thấy được cái thông số này đúng không? Còn nếu giờ góc quay thì anh em có thể nhìn thấy thông số được, nhưng mà bằng mắt thường mình đang nhìn thì mình cái vô lăng này nó che rồi. À, cái vô lăng nó che mất cái hình thị đồng hồ. Đâu cho bạn ngồi thấp á. Cho bạn, cho mình ngồi thấp hả? Đúng rồi, ngồi cao là nhìn ở trên hết, ở trên này. À ok.
Vậy là do mình ngồi thấp á, mình ngồi thấp để cho có cái góc lái cho mọi người nhìn nè. Nhưng mà mọi người là sẽ thấy thấy hết. Thấy hết, mọi người thấy hết. Ừ, còn mình thì do mình để cái ghế hơi thấp xuống á thì cái mắt của mình nó không nhìn thấy được số km ở đây. Nó thấy vẫn thấy được nhưng thấy một nửa. Đó. Chạy vô tăng thì nhổ cầm sướng ha. Lấy cái âm tốt. Xe này chủ xe thì độ sương cái dàn loa cũng mấy chục triệu anh em. Loa Focal. Ừ, loa Focal đồng vàng ha. Lái Peugeot 2008 2020 GT đi bảo dưỡng 104.000 cây, là qua cái mốc 100.000 cây là nghe đồn là hết được bảo hành của hãng rồi. Để xem coi 100.000 cây bảo dưỡng coi hôm nay chi phí như thế nào. Những cái hạng mục mà nặng nặng thì với lại kinh mâm hay các kiểu xe thì kia thì chắc làm hết rồi đúng không? À, mới 4971 là đi là vừa luôn ha. Ừ, 100% hãng mà. Xe này là 100% bảo dưỡng hãng ha. Ừ. Còn cái đồng hồ này là gắn thêm hay là nó có sẵn đây? Gắn thêm hả bạn? À, gắn thêm hả? Kinh tế liền ha. À, cái đó là nó xe nó có sẵn. Xe này bằng full nó gần như nó rọi đèn nè thấy không? À. Sáng hơn nè. À. Nó có cái búa. Rồi cái đèn này nữa nè nha. Ừ. Đèn này đèn bên hông à. Bên hông. Thấy không? À. Rồi có một chế độ nữa nè. À, kiểu báo báo á ha. Báo, tối á chớp. Rồi búa phá kiến. Tiện ok. Xe này không có làm mát ghế nha. Có sưởi ghế thôi, xe châu Âu. Xe châu Âu. Không có làm mát, sưởi thôi. Xe châu Âu là thời tiết nó lạnh. Peugeot là cũng một trong những dòng xe kiểu sang trọng anh em. Mà thị trường Việt Nam thì mình thấy cái tầng lớp đi thì nó cũng sẽ không có nhiều ha. Nhưng mà những người nào biết chơi xe cận sang thì giang hồ nó nói là cận sang, nhưng mà thực chất là những người chơi dòng xe châu Âu sẽ biết được cái mẫu xe này cảm giác lái sướng. Châu Âu, xe châu Âu bao giờ lái cũng sướng hết, chạy đầm chắc sướng đi bà đi được nè, lái xe sướng anh em, chưa có lỗi gì hết, chưa lỗi gì hết hả? Chỉ có đi bảo dưỡng thôi, thế là bình thường rồi đúng không? 4 năm rồi ha. 100 vậy là trung bình cứ mỗi năm là đi 25.000 cây hả? Không có một tí lỗi nào. Lái sướng chứ bộ, sướng à, thấy nó linh hoạt đó. À, cầm cái vô lăng nó nhỏ ha, linh hoạt hơn xe mình với xe bạn. Bạn chạy biết đúng rồi, cảm giác cái vô lăng nó gọn ha, nó gọn sướng ha, chạy sướng. Nó có hai chế độ lái à. bình thường với lại sport thôi đó. Nhiều chứ. Nhiều không? Không biết nó có kiểu như eco hay cách kiểu có không? Bạn lăn cái cục đây rồi, chọn đây là lăn xuống nhẹ rồi. À lăn này đó. À ok. À tối thiểu. À hôm bữa mình chỉnh rồi, mình quên mất sang số. À. Sang số là sao? Nó là giao diện á. À, độ giao diện đó ha. Nè em, nó độ giao diện nè. Giao diện này nè. Đó. Rồi 29 mà đã xài màn hình này rồi đó. Ừ, 29. À, 20 đúng không? 20. Nhưng mà hình như vẫn có 20 mấy nữa mà. Cá nhân. Đó là cái xe này dạng như tiên phong đi cái màn hình kiểu màn hình điện tử. Điện tử ha. Còn đa số là cơ hết. À, chỉnh cái tối thiểu cái nó để lại đúng cái thông số của ấy thôi. Chuyển sang số thì nó hiện đẹp hơn này, chuẩn bị lên nè, đó đẹp hơn này thấy không? Đây, tiêu hút, có hút nữa. À, có cái hút đó nè. Rồi thêm một cái nữa, lái xe. Màn hình trên đó luôn. Lái xe à? Có một loại màn hình ở trên đó luôn. Màn hình nào? Bản đồ ở trên đó luôn. Bản có bản đồ hả? Điều hướng. Thử rồi. À nè, nó có cái bản đồ trên đây nè. Hay à. Hay à. Nhìn nó xịn hẳn ra. Mấy năm rồi. Vô lăng nhỏ gọn anh em, vô lái vô cua vô lái được. Đá là mượt. Đó, mượt lắm anh em. Ôi, à đi được rồi đúng không? Cái đường trước của mình nó đang làm anh em. Nói chung là lái sướng, cảm giác ok. Đi bảo dưỡng 104.000 cây nha anh em, xe cũng chạy tới rồi chứ. Là cái mốc 100.000 vừa rồi á, nó là cái mốc được miễn phí. Miễn phí công bảo dưỡng. 100.000 á. 100.000 là được miễn phí công bảo dưỡng. Bảo dưỡng. Còn nay là
hết, theo mình biết là hết bảo hành. Hết bảo hành. Xem thử sẽ tính như thế nào. Cái tiến cái xi nhan này. Tinh tế. Ừ. Nó đúng rồi. Tích tích nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ, nhẹ ha. Kia đúng không? Ờ nhẹ hơn của Kia. Đó, nhẹ hơn nhiều. Thế là đi, đi xe mà đi cái kiểu mấy cái đường mà gồ ghề của này các bạn nè, trẻ mới cảm giác mấy xe mới sướng nè. Lúc đó mình mới thực chất là thấy chiếc xe mình nó lợi hại như thế nào, hiểu không? À, vô cua anh em. Vô cua lên dốc, bảo mặt luôn. Xe bao lướt, gầm cao mà. Đó. Thì cái xe này mới cái led nội thất xe khác 7 độ, xe này nó có sẵn hết. Led nội thất hả? À, cái nội... đó. Nó có hết tất cả led nội thất trên dưới kia luôn. Đẹp quá ha. Các hốc để nước đều có mấy cái kiểu nét hết. Cái mấy cái kiểu này kiểu vải ha. Đẹp chứ. Đẹp ha. Nó khác rồi da chứ. Rồi da. Ừ. Thích thì vô da nhung da này kia. Không mà sướng. Lái à, lái sướng lắm nè. Đó nó cũng bền, lấy đâu ra hư đâu. Tính ra xe này mà chạy tới 100.000 cây mà chưa chủ xe mà chưa phát hiện về lỗi gì là quá ok rồi ha. Không có lỗi, chỉ đi bảo dưỡng thay thế thì những hàng nó xuống cấp thì phải thay thế chứ thì không thể nói rồi. Chứ còn nếu nói về chiếc xe mà của dòng này châu Âu này mà vận hành tới hơn 100.000 cây vậy mà vẫn còn chạy mượt nè, máy êm ru luôn đó em. Máy êm nha. Máy êm đó. Carnival nghe là ngồi bên trong mình còn nghe máy Carnival nữa mà. Máy Carnival với máy Santa Fe. Hai máy đó. Trời ơi, đặt cái đẳng cấp mà đã đi lên được cái dòng xe châu Âu thì nó phải sẽ khác biệt nha bạn ơi. Xe này thời điểm nó mua phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất. Là nhiêu ta? Là 1.260.000 hay 1.280.000. 1.2 hả? 1.260.000 hay 1.280.000 sau năm đó. Sau 2021 thì cái bản này nó lại cắt giảm đi để bán rẻ xe xuống cho người ta tiêu dùng. Xe kia nó dè nó ghê quá ha. Né nó. Mấy khi nó thấy mình đâu à. Còn giờ đang đổ đất nè, đổ đất nó đang này nè. Wow, ôi nó bụi kìa. Hồi xưa công nhận lái mấy xe mà với lại lái mấy chiếc gầm cao đi nó cũng khác bọc. Chứ xe ở đi vô ghê gửi xe mà. Đi về không đi đường này đâu. Thế là mình đi về mình đi đường đường gì á? Đường đường Long Khánh là cái đường mình lọc về ha. Không mà lái sướng anh em à. Nó lẩy số này. Lẩy số ra ngoài. Lẩy số này nó có độ thêm hay là nó dài vậy luôn ta? Hả? Lẩy số này này. Không. Dài ha, nhìn đẹp ha. Mình bảo thế là xe này độ dài âm thanh VIP lắm nhưng mà mình không dám mở nhạc nghe cho anh em. Mở nhạc là bản quyền nè. Mà loa focal thì có nổi tiếng trên thị trường giới âm thanh à. Đèn xe của Peugeot của chủ xe này thì bao ấy luôn, bao sáng luôn. Bảo dưỡng ở Kia Long Khánh nha anh em. Tại vì Kia Long Khánh cũng đầy đủ luôn. Bờ xô các kiểu. Kiểu gì á? Báo. Ghê à? Nó có báo nữa hả? Cảm biến hả? Cái đó là báo gì ta? Có bật cảm phía trước. Chỗ dốc lên cao quá. Nó nhận luôn. Nhận luôn hả? À chà. Cũng đầy đủ option đồ chơi quá ha. Có đâu mình cho không? Cái gì không có liền, nói chung không có gì, tự lái tự giữ làng không thiếu một cái gì hết á. Tự lái tự giữ làng luôn hả? Ừ. Tính ra full ha. Mình full mà. Nhưng mà tắt hết tính năng đó rồi. Sao vậy? Thì đi nó cứ giật nó rung. Bạn đâu phải lúc nào bạn cũng giữ đi đúng làng đường đâu mà đi đường bình thường ở nông thôn như vậy. Đúng rồi, bật cái giữ làng đường cái là mình quẹt sang đấy bắt đầu nó ghim cái tay lái là nó giật lại đó. Phanh chủ động. Anh chủ động cũng nguy hiểm. Xe đang lướt ngang cái là tình nhiên... huống bạn cũng thấy rồi, bạn biết được tình huống đó rồi. Nhưng mà xe lại nhận kiểu khác. Thằng cái nó dễ bị hồi xe sau hút tới lắm. Gấp á.
nắp là đâm ra là nó sẽ vậy. Trước mình cũng có chia sẻ với mọi người cái quá trình mình chạy chiếc xe này rồi, nhưng hôm nay chủ yếu là lái đi bảo dưỡng thôi, xem cái mức bảo dưỡng của 100.000 cây nó như thế nào. Nhưng 100.000 cây cũng mớ, có tiền đó. Nhưng mà đợt trước coi như có đi làm mấy cái hạng mục quan trọng rồi, hôm nay chắc đợt này cũng thay nhớt thôi đúng không, thay nhớt thay lật vật từ kia thôi. Giác nó cứ nóng nóng gì vậy nha. Chứ không phải là bấm ở đây nó tăng lên hả? Không. Phải bấm ở đây hả? À, bấm. Cần số thì dạng cầm cầm này nè. Nó có mấy cái chế độ ở bên đây nè. Cân bằng điện tử, chống trượt, các kiểu hỗ trợ tổn dốc các kiểu có không? Có hết. Có hết. Đầy đủ chức năng. Là siêu vi mà. Ừ. Hồi đó bạn nghĩ là thời điểm 2020 à, mua cái xe này 1 tỷ gần 1 tỷ 3 đó, nói chung là 1 tỷ 26 hay 1 tỷ 28 gì đó. À à. Bạn thấy nó lớn không? Lớn. Mà bây giờ đã năm hồi đó là đất chưa sốt luôn, chưa sốt luôn nha. À, mà chủ xe mua chiếc xe này tới đối là bình thường rồi đúng không? Sao 2020 được ra? Không, 2020 là cái chiếc Mazda. Phải không? Để con coi lại thì coi. Phải không? Mình chỉ nói 20. À tháng 2 2020. Tưởng Mazda 2020 hả? Ừ. Ủa, vậy là Covid rồi mới mua xe này hả ta? Ừ. Mình nhớ mua trước Covid chứ. Covid đỉnh điểm là 2021 bạn. Mình nhớ là mua trước Covid. Thì có Covid là 2021, là đỉnh điểm là thời đó Covid là 2021. Ở mình á. Ừ. Còn Covid-19 là ở nước ngoài. Ừ. Mình thì 2021 là đúng đỉnh điểm của Việt Nam đó. Bây giờ Covid thì đã chuyển sang thành bệnh ấy đó mà. Cũng bình thường thôi. Nghe tới Covid là Mazda mua 2021 rồi ta. Đúng chưa? 2020 ha. Không mà lái sướng anh em ạ. Cảm giác lái sướng. Đã. Là mình tranh thủ mình chạy ra bảo dưỡng để xem coi chi tiết bảo dưỡng chứ là như thế nào, nhưng mà trước mắt là lái ở đường quê bình thường nha. Thì cái đoạn này nó không cho chạy tốc độ cao. Chạy tốc độ cao thì nãy giờ chạy trong đường kia thì chạy vọt vọt sướng rồi. Đoạn này nó đang cho giới hạn tốc độ 50, mình không dám chạy lố. GT, bạn GT. Về thiệt ha, chạy 100.000 cây nghĩ tới xe mà chạy 100.000 cây mà người ta ai cũng nghĩ xe nó sẽ nát lắm, nhưng mà chạy cảm giác nó vẫn cứng khừ luôn chào mọi người. Em nha. Cắt âm tốt lắm á nha anh em. Xe này cắt âm tốt lắm. Với rồi 122 lần. Bảo dưỡng full hãng luôn ha. Vậy là xe này là đúng là bảo dưỡng đầy đủ của hãng. Bán xe là khó anh em báo chết hãng. Lịch sử đầy đủ. Quá ok. Báo chết hãng. Báo chết hãng ha. Không đâm đụng ngập nước. Nó giỡn chứ không có bán. Xe này là xe gia đình anh em ha, xe này là xe gia đình. Con lái sướng. Lái một tay các kiểu cũng ok. Sướng. Cái âm thanh này, cái loa, cái kèn này nó có độ không sao? Tự nhiên thấy nó bóp nó to gì hơn bình thường mà. Rin luôn. Rin luôn hả? À, mà nó to rồi đó. Nè, anh em nhìn nha. Đó. Còn ngoài nghe không ác chiến. Ừ, nghe là ác chiến đó. Ở trong đấy mình bóp mình giật mình mà. Rồi, tranh thủ chạy ra hãng, ngoài trưởng. Đổ xe
đằng trước kìa bạn. 6668 kìa. Ghê ha. Cái biển số xe đằng trước kìa anh em, chiếc Ford kìa. Bánh tải 60C. 666668. Trời ơi, thấy cái biển số thì thấy biết hộ nhà hộ nghèo rồi. Dữ chưa? 666668. Rồi ra đi ra hãng, sắp tới hãng rồi nha anh em. Ra ngay tượng đài thành phố Long Khánh là hãng Kia Mazda Pro ha. Mấy cái nhà thời xưa ha. Cái hồi xưa anh xây cái gì nữa, cái phong cách xưa mà. Mấy nhà đó giờ sửa nữa, kiểu sửa nữa. Này biển số 66668 này nè. Ford này. 60C6668 tứ quý 6. Nhà văn hóa. Thì anh em mình sẽ đi ra hãng bảo hành. Rồi ok. Lại mấy chị A mà bỏ thêm mấy ghế massage nữa thì khỏe. Khỏe. Lại sửa lắm anh em. Mà xô xe châu Âu nha anh em. Alo. Ủa sao gọi anh không được không ta? Rồi đi thôi. Đó cũng gọi anh cho anh mới gọi lại đó. Đang công viên chạy tới nha. Đang công viên chạy vô á. Đi ra luôn đi. Ok. Sao kìa, gọi sớm thế. Chăm sóc mình chứ. Chăm sóc mình hả? Rồi cố vấn chăm sóc. Cấm dừng cấm đổ. Cấm dừng. 6 giờ 8 giờ tới 10 giờ 13 giờ. Ok, giờ mình sẽ quẹo vô tượng đài. Vòng ra là tới thành phố Long Khánh nha anh em. Đi vô bảo dưỡng 104.000 cây. Vô cua nhẹ nhàng. Lái xe cực sướng. Cảnh báo điểm mù đàng hoàng nha anh em. Xe đầy đủ option. Có tượng đài. Yeah. Chính là cái nhà này có cái hoa giấy. Không phải cái hoa giấy này đúng đỉnh luôn đó bạn. Đẹp ha. Quanh năm luôn. Quanh năm luôn đó. Không sợ đang sở uống cà phê con rắn lục rớt xuống rồi chứ không sợ chứ. Bên à. Rồi, sắp tới Kia Mazda rồi nha anh em. Bây giờ là hơi bị nhiều xe vô đây bảo dưỡng rồi đó. Fan của Kia Mazda. Anh em là fan của Kia Mazda đó. Ok. Mình là có tính nhường người, mình nhường hết. Mấy xe kia chạy tới nhanh chứ. Chờ chờ xe kia đâm tới kìa. Ok. Kia này nè, Kia Verso này nha. Kia Verso Mazda Long Khánh. Vô bảo dưỡng 104.000 cây nha anh em. Rồi, vô bảo dưỡng thôi. Hôm nay có vẻ thứ hai là hơi chống lịch. Ok. Rồi. PP. Kéo phanh tay nha anh em. Rồi, bảo dưỡng. Ngồi chờ, tiếp tục ngồi chờ thôi. Đẹp đấy. Ngồi chờ nha anh em. Đi vô bảo dưỡng rồi, xong rồi ha. Đấy. Đây anh Dũng. Hello anh Dũng. Đây idol của mình nha. anh Dũng cố vấn. Chuyên bảo giá xe. Làm xe. Để ra 104.000 cây còn được bảo hành không anh? Đúng không? Trên ngày mấy bữa làm rồi. Ý là bảo dưỡng 100.000 là hết đúng không? Bảo hành nữa. Bảo hành nữa. Hết bảo hành rồi. Bảo hành 150 mà. 150 hả? À vậy là bảo hành 150 hả? 60 tháng là 150.000 cây. Xe em ra được bao nhiêu ngàn ta?
Xe Kia Mazda là 100.000 cây, đi 10 xô là 150. Ủa? Kia có 100.000 thôi anh hả? Đúng rồi. Sau này mấy xe mua sau này mà bảo hành được 5 năm á thì mới được 150. À. Chứ có 3 năm thôi. Sau này lên được 5 năm. À. Thì cước phí nó cao hơn. Ý chang vậy thôi. Bình thường chỉ có thay thế là không bảo hành thôi đúng không? Ý là mình sau này vấn đề hư hỏng mất rồi, lỗi kỹ thuật thôi, coi trong y chang nhau à. Chỉ có thay thế phụ tùng á. Chứ nó với giống như hư hỏng mà lỗi kỹ thuật đó mình phải chịu tiền thôi. Ừ. Còn đúng của nó thì nó bảo hành hết. Vậy là được 150.000 cây, nãy Bình cứ kêu 100.000 cây. Thôi chờ bảo hành, ai đồn bảo dưỡng là xong. Rồi anh em ơi, bảo dưỡng xong rồi. Đây cho mọi người xem cái mục 104.000 nhé. Đây 104.000 thì hết 2.005.000 thì 104.000 coi thay những cái gì bảo dưỡng định kỳ cấp nhỏ rồi xe miễn phí dung dịch vệ sinh buồng đốt long đèn chặt nhớt một pi nhất mục PO1 FP Formula 5W30 cái đó, nói chung là chỉ có thay nhớt và châm cái nước dạy bạ thôi. Hết đặt quanh luôn hết tất cả là 2.005.000. Nói chung là bảo dưỡng cấp nhỏ anh em ha. Bảo dưỡng định kỳ cấp nhỏ. Nói chung là những cái cấp độ lớn thì 100.000 cây vừa làm hết rồi. Mà bây giờ 105.000 cây rồi là bảo dưỡng thôi. Đó. Cảm giác rửa xe với thay nhớt xong chạy vỏ thôi ha bạn ha, nó vẫn quy trình cũ. Thì như xe mặn hẳn ra. Đây là góc lái đây, góc lái. Gì? Đi đâu? À đi đường kia về hả? Chứ đi đường kia về tí giờ. Được rửa xe miễn phí. Phở xô 0008. Bảo dưỡng 150.000 cây. Alo, bảo hành nè, 60 tháng nè, 150.000 cây. Không phải 100.000 cây, chỉ có Kia mới là Kia Mazda gì đó mới 100.000 cây mới hết bảo hành. Còn xe châu Âu vẫn 150. Xe châu Âu hình như là 10.000 cây bảo dưỡng lần rồi. Như BMW đó, 10.000 đúng không? BMW họ 10.000. Tất cả các xe nhập của nước ngoài đều 10.000. Như nhất là của Đức, của Mỹ là 10.000 hoặc là 7.500, có cấp đó. Hồi xưa là mình làm ở trong Audi là xét 10.000 cây bảo dưỡng á. Xét 10.000 cây bảo dưỡng. Thế ra qua cấp này một cấp bảo dưỡng nhỏ nên là có 2 triệu là bình thường mà. Chứ vừa rồi là hết nhiều lắm nha. Vừa rồi có đợt nào thay nhớt không 2 triệu đó bạn. Thay nhớt không 2 triệu đó. Xe này nhớt mắc mà. Xe bệnh cũng vậy. Đúng rồi. Tại vì bộ cũng có nhớt cũng mắc. Sao? Mình thấy nhớt có 600 mấy à. Ừ. Trước mình đi xe ô tô cũng vậy đó. À, thấy nhớ có mấy trăm ngàn. Có mấy trăm ngàn. 600 ngàn đúng rồi, 500 mấy á. 500 mấy à? Trời ơi, đổi sang Carnival thay nhớ cái nhưng hết hồn luôn. Hết hồn luôn. Này thay nhớ với long đền thôi đâu có gì nữa đâu. Chai nước rửa kính nhớ mấy. Đúng rồi. Thay nhớ thay long đền, thay nhớ rửa kính với lại cái công bảo dưỡng cấp độ nhỏ thì có 300 mấy đó. 350. Nước rửa kính này kia thật sự nước rửa kính không mua. nhớt bằng xe bình. Bằng không? Bằng ha. Bằng Carnival ha. Bằng Carnival mình rẻ phèo quá. Trời. Mém nữa. Cái lỗ này là cái lỗ này là hay bị hổ làm đó nè. Nhét cái điện thoại vô này bị lọt nè. Cái tay nắm cực tay cầm. Chắc không? Chắc hả? Không mà mấy chi tiết xe đã lắm anh em ha. Xe châu Âu mà dù gì nó cũng là một trong những xe châu Âu. Nó có đèn hết luôn nha. Đèn này đèn viền này, đây có đèn viền này. Đèn viền này đó, sáng sáng ly nước có viền đèn nè. À, ly nước cũng có viền này đó. Buổi tối lên đẹp ha. Ở trên này có đèn nè. À, đúng rồi, đèn này thấy nè, xanh nè. Nó viền đèn viền hết luôn, cửa sổ quá trời full luôn nha anh em. Đó. Ở ngoài có đây có bán lắm rồi. Civic à? RS à? Hay là dán chữ RS chứ? Chắc RS tí à. Civic RS à.
sao mình vẫn thích mẫu xe buýt cứ 2019 về trước ta, nhìn nó vẫn có cái gì đó đẹp hay nhìn quen rồi. Sao nó hôi vậy ta? Hôi không? Hôi. Hôi hả? Thay lọc máy lạnh các kiểu. Quá. Quá. Sao nó tới rồi? Trời ơi. Trời ơi, gió thổi ra. Nè. Nghe mùi không? Hay là màn hình hệ thống MMA. Nó dưới đây nó có cái nút quạt mà kiểu tăng nhỏ nhỉ? Quạt là chuyển chế độ. Còn đây xài cảm ứng hết. Mấy cái này là chuyển chế độ thôi đúng không? Xong rồi chuyển chế độ xong rồi lên thao tác trên màn hình đúng không? Nói chung là về cơ bản thì bảo dưỡng cấp độ nhỏ thì rẻ. Mua xe cái cốt cũng hay quá. Bây giờ chưa được thử nghiệm bờ vô 408 à? Rồi, mình chạy rồi. Thử chưa? Y chang. Y chang hả? Hai ghế này thì có massage. À, có massage hả? À. Chạy hôm nào vậy? Hôm này nó dài hơn xíu. Chạy này vậy? Chạy thử. Rồi thôi nào, xong rủ mình đi. Ủa? Bạn... tôi mới cho bạn chơi với tôi gần đây thôi. À, mấy bạn mới cho tôi tiếp cận mấy bạn gần đây thôi đó không? Gần. Vậy là tôi phải tiếp cận bạn nhiều hơn nữa. Tôi mới cho phép mở lòng cho bạn chơi tôi gần đây thôi đó. Ok. Tôi làm gì cho bạn chơi, tôi cho bạn chơi. Chẳng qua là tôi làm idol nên là bạn mới cho tôi chơi thôi đúng không? Chứ mà vậy đó hả? Thế sao? Sống thương bạn thôi. Ghê vậy? Chờ, thương. Ê, mình tội nghiệp bạn thôi. Sao tội nghiệp? Mình có gì đâu tội nghiệp. Bạn là... bạn toàn không có bạn tốt á. À, có nghĩa là hôm nay chỉ có đúng một mối mình là bạn ít bạn tốt quá. Là bạn xấu thì nhiều, bạn tốt thì ít đúng không? Vậy là tiến là bạn là người tốt. À, đúng rồi đó, ý mình vậy đó. À, bạn là người tốt, phải trân trọng những cái phút giây ở bên bạn. Ok bạn. Nhưng mà được. Thấy bạn lái xe sướng quá, góc này thấy bạn lái xe đá quá, nhìn đẹp quá. Ôm vô lăng các kiểu. Lái xe hai tay. Năm qua. Không được thả một tay. Lấy máy cắt, mình cắt hai cục. Xe đua ha. Vô lăng nhỏ gọn. Ê, cất âm xe này mọi người. Ừ, cất âm em á. Cất âm ổn định. Nó không có... không nghe vậy luôn á. Đi xe cái đi vô cách âm cũng không tốt lắm. Không tốt. Tại vì cái lốp nó thấy mình vẫn đi, cảm giác nó dội lốp lên vẫn nhiều lắm. Thôi mình mới lấy chiếc Carnival thì nó cũng không, nói chung là nó đầm thôi chứ mà nó gọi là độ ồn nó vẫn có. Vẫn có. Nhà độ ồn không biết Sorento như thế nào. Sorento có cảm giác có vẻ nó hơn một xíu. Mà mấy xe châu Âu thì dạy xe nhập rồi thì nó khác rồi, nó ở cái đẳng cấp rồi. Những cái chi tiết xe nó hoàn thiện của châu Âu như Peugeot này kia gần như là hoàn thiện, ok hết. Từ option, từ nội thất, ngoại thất, từ body, tone, tung này kia nó làm ngon lành, đầy đặn. Chứ ba cái Kia lỏng lẻo. Gì Kia lỏng lẻo vậy? À giờ hả? Mình tự nhiên mình chê xem mình hả? Không, nói chung đó, giá nó phù hợp. Thì giá như thế nào thì tầm xe đó như vậy thôi. Đâu thể đòi hỏi nào hơn nữa. Chứ mà cũng không có những cái thương hiệu như Kia, như Hyundai thì bạn chọn, bạn sẽ được sử dụng những cái hãng Nhật như Mitsubishi, Nissan. Rồi Nissan nha. Nissan thật sự là cũng là một trong những dòng xe Nhật chạy sướng lắm á, mà in ngược ở Việt Nam ít chạy đó. Đấy là mình nói về mẫu mã thiết kế, công nghệ. Mà cũng nhờ những anh như Kia với Hyundai đẩy mạnh cái mảng công nghệ. Thì nó mới... thì mấy anh Nhật mới nâng cấp cải thiện gần đây nhất. Chứ hôm trước bảo thủ ghê lắm. Bảo thủ ha. Vẫn cứ phong cũ ha. Bạn thấy không? Mazda vẫn cứ phong cũ. Nhưng mấy thằng... bảo thủ ghê lắm. Đâm ra là... phải nâng cấp nhiều option, nhiều chức năng này các kiểu. Có thể là thị trường ở nước ngoài nó tốt hơn, còn về Việt Nam xe nó không bằng được, không bằng là ý là cắt bớt.
chứ còn những tầm như vậy thì cũng khó tiếp cận chứ đâu phải dễ đâu. Nói chung là dòng xe nào vậy thôi, nó tiếp cận với trên dòng tiếp cận với khách hàng trước đã, cái đâu phải là muốn dễ tiếp cận đâu. Khách hàng ở Việt Nam thì nó yêu cầu là nhiều option mới giá cả phải chăng thì nó mới mua mà. Đa số ai cũng vậy, tâm lý mình cũng vậy. Mình thấy chiếc Kia K3 của mình gần như là full option mà giá quá tốt, phải không? Thì mình lấy vậy, ý là vậy. Vậy nhưng còn dòng ba cái dòng xe châu Âu xe nhập này thì cái lượng khách hàng nó ở cái tầm dân nhân dân làm ăn rồi, phải không? Còn cái tầm Kia Carnival với lại K3 chạy dịch vụ. con này là cận, có nghĩa là nằm ở giữa, nó chưa phải là sang lắm, nó đúng rồi. Thật sự đúng sang thì nó có thương hiệu các dòng mẹt Audi, BMW và chơi gì rồi đó. Còn Peugeot thì cái trong cái tên nó cứ ít được nhắc tới, nhưng mà có một số dòng xe sau này mới ra như là cái loại vừa rồi đó, trong 408 đó, nó cũng ra cũng được hưởng ứng rất là nhiều. Còn 3008 này thì mẫu 2023 ra đẹp ha. Hôm bữa chạy vô thử, mà nhớ cái video vô nhà bạn không, chạy chiếc thằng bạn mình chạy vô mẫu máu đèn này kia làm đẹp hết mà, đẹp mới là nhìn đẹp. Còn cảm giác lái chạy thì cơ bản thì mấy dòng như nhau à. Cách âm thì của dòng này có thể tốt, có vẻ tốt hơn. Nãy giờ không có mở nhà, không mở gì hết mà thấy nó vẫn chạy, nó vẫn ok, nó không có bị ù. Vẫn khác cái đồ, khác K3 đúng không? Khác nhiều luôn, tại vì lên cảm giác chạy là biết liền. Ai mà đã chạy xe rồi sẽ lên sẽ hiểu liền. Nói về độ ồn của lốp á, chứ không phải mình nói về cách âm của xe nha. Về tiếng máy đâu. Thì có nghĩa là cái độ ồn của lốp, mình chạy cảm giác mình xe cái xe là nó không có bị cái tiếng lốp nó dội lên, phải không? Có đi mới biết được. Có đi mới cảm nhận được. Còn về cách âm của máy với động cơ thì bình thường á, từ động cơ máy mà vô trong xe thì nó bình thường không có gì đâu mà. Nó độ cách âm tốt. Xe này cách âm cũng tốt nữa. Nói chung lái thì dòng mấy dòng này thì mình nghĩ là đa số là những người thành cũng gần như thành công thì họ mua, họ trải nghiệm, họ chạy, họ thích cái dòng này nữa. Nói chung bắt đầu chơi thì cũng được. À, bắt đầu chơi xe sang hả? Cũng được hả? Bắt đầu chơi, tập chơi đi. Chơi ha. Chứ mà đã thực sự thì họ chơi sang như là BM hả? Audi. Thực chất là như vậy. Nó có chỗ đứng sang. Ôi trời. Tình huống đó giật đường đâu biết được, nhưng may con chó nó không thấy xe nó chạy đâm ra liền là bạn vừa tới là hút liền. Nên mua bảo hiểm nha anh em. Nên mua bảo hiểm nữa nha. Mình không có mang mua bảo hiểm. Nhưng mà nếu trường hợp là phải có bảo hiểm nữa. Cái đoạn đường này hay về bắn tốc độ lắm này nhờ đó. Đây là mình đi 50 thôi, tại vì dòng này cái đoạn đường này nó công an cũng gần như hay được. Nhưng mà mình là một người chấp hành luật giao thông mà đúng không? Mình là một người đam mê tốc độ. Đam mê tốc độ hả? Nên cho phép bao nhiêu mình sẽ chạy bao nhiêu. Thế là nếu mà giờ bạn chơi những cái xe dòng mà sport đi về Việt Nam chơi cũng khó. Chỉ có lên cao tốc chạy được 120 là cảm giác sướng nhất thôi đúng không? Chứ còn nếu mà mấy đường này bạn dám chạy vậy không? Thứ nhất là mất an toàn này, chó mèo người đi đường ra vô thường xuyên này, với lại đường Việt Nam không cho chạy. Cao lắm là còn những ở ngoài đường lớn thì những quốc lộ thì nó cho chạy 90 là hết. Lên cao tốc thêm được 30 km nữa là được 120. Còn nước ngoài là hình như là có nhiều quốc gia nó cho chạy không giới hạn luôn bạn, như Đức đúng không? Sau còn mấy nước khác như Ả Rập Xê Út các kiểu chạy 180 không bạn? Tại vì mình có một ông anh đang lái xe ở bên Ả Rập Xê Út đó, bên UAE, bên Qatar là lên cao tốc hoặc là đường ngoài luôn, có phải chạy trên 140 không á? Đúng rồi, 180, trong chạy 160 chứ. Ông kêu là ôm vô lăng ôm xe mà cuốn bắp như Kia K3 thì chạy chắc không nổi đâu. Không. chạy 120 là thấy nó rung gay rồi, nó thấy cảm giác nó ớn rồi, không phải chạy yếu đâu nha, mình cảm giác ớn rồi đúng không, làm chủ nó cũng không được an toàn lắm. Mà lên đóng lên 130 trời ơi à, chạy 140, 150 chạy rất là sợ luôn. Vô cua hả, đã ha, xe chạy cảm giác vô cua em ha, chưa bởi rồi thì thấy bạn chưa thử cảm giác vô cua cắt rít, nó kêu rít luôn. Mình chưa tới cái trình đó đâu, mà là mình đi thì mình sót xe lắm, xe ái vậy mình cứ đi từ tàn tới như đông có hệ cái hệ mà chạy bốc chạy đầy kia đó, cứ xe đi tàn dưới xe. Cái xe này bật chế độ sport đó thì
nó cũng nạp nhiên liệu hơn một xíu. Nhưng mà nó có một hệ thống loa của nó, hệ thống loa giả lập. Giả lập là kiểu thêm âm thanh vô cho mình. Cho nó khích phấn khích đúng không? Gầm lên. Đâu có không? Bấm thử coi. Có chứ. Mà đang trong 50. Không. Không, mà nãy cũng thử rồi. Hôm bữa mình cũng đi một lần mình thử rồi. Chú ý là nghe có. Này màu đỏ đâu? À thể thao kìa, nó chứ thể thao kìa. À cũng có. Thế nào? Đúng rồi, có. À, nghe nè. Bây giờ nó gầm lên. Gầm lên. Cũng ok. Là nó có thêm hệ thống loa đó. Nó giả lập á. Giả lập. Phải công nhận là cái hệ thống màn hình điện tử LCD của cái đồng hồ thông số kia tua với thông số km đẹp. À. Đẹp. Mệt nó cũng vậy. Đẹp. Vẫn phấn khích, vẫn có sự phấn khích trong quá trình chạy được. Ổn áp hết. Ok mà. Cái nút này nè. Ừ. Theo bình đánh giá thiết kế rất là hay là phải giữ nó mới nổ. Giữ nó mới nổ ha. À, tại vì sao? Vô tình người không biết lái. À. Đúng không? Họ lên họ nhấn họ cũng nổ, đúng không? Chứ không mình đã đóng nhẹ cái là nó tự nổ. Đúng rồi. Nhưng mà khi nào mà mình muốn nổ thì mình lên mình giữ im là nó nổ, đúng không? Mình không. Thấy cái này nó vẫn hay hơn của Kia. Kia thì mình theo nhiều, mình á, nhiều khi đúng. Mình vừa bạn chỉ cần nhấp nhẹ trên à. trên thắng cái tự mình nhấp nhẹ cái là tự nhiên nó chen nhẹ nó nổ lên. Kia nó vậy. Chỉ cần bạn đạp thắng nhẹ thôi là bấm lên nó nổ. Tùy thôi, nói chung tùy mọi người, nhưng mà mình cũng thích giữ tí tại vì nó cũng mất 2 giây thôi nhưng mà chả lâu. Ừ. 2-3 giây. Đồ heo rừng các bạn. Đâu heo rừng rồi. Đó hả? Đã ha. Trời, có con heo rừng quay thôi, đi bài rồi. Heo rừng hay heo đen? Heo đen. Không mà tính là anh em xem những cái video của mình ngoài chở khách ra, mình anh em mình có một cái hệ thống chung đó chính là thích lái xe và thì bà thích tham khảo và trải nghiệm những các dòng xe ha. Bây giờ mà có mấy dòng mệt hay là những cái dòng xe sang anh em mình trải nghiệm quay vlog vui mà tâm sự này kia lái xe cho vui anh em. Thì đó, đây là một buổi chạy xe cơ bản thôi, đi bảo dưỡng xe ha, đi bảo dưỡng xe cho một ông anh. Nói chung là biết gì nói đó, thì biết gì nói cũng, đó. Cũng không có giỏi gì đâu. Nói chung là mấy vlog của anh em mình sản xuất là đều vui vui anh em ơi. Kiểu mấy anh em bình thường á, cơ bản là cũng như anh em thôi. Chẳng qua là được cái là thích chia sẻ, quay video lên chia sẻ với mọi người cũng giống như mọi người thôi. Chạy xe là cũng tương đối rồi. Tương đối rồi, chứ không phải là cứng đâu, không phải cứng đâu. Chưa dám nhận là cứng đâu. Trải nghiệm thì cũng được khá khá rồi. Khá khá thôi chứ không phải là giỏi đâu. Nhưng mà đã chạy xe rồi thì mình cũng tự cảm nhận được cái xe nào đi sướng hơn xe nào. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Xe này cũng không có hao xăng. Tại vì động cơ 1.6 lấy đâu ra hao xăng. Khi 2 chấm là khác. Bao nhiêu lít cho trong cây? Tầm chắc được. Mình tính 7 lít. 7 lít rưỡi cũng được. Là hỗn hợp á. Vậy tính là đâu anh thua đâu. Rồi ok vậy thôi. Da này xịn lắm các bạn. Dạ. Ngồi tới giờ nó vẫn cứng, nó không bị nhão. Nhưng mà da Kia bị nhão. Mình nhão rồi. Người mình nặng á. Còn riêng với cơ thể bạn nha, cơ địa bạn nha. Hai bạn 80 kg đúng không? 80 kg hay 83 kg gì đó. Bạn ngồi lên cái ghế xe bạn, mình nó 100% bạn đi chỉ trong vòng 1 năm thôi là nó nhão liền. Nhão rồi. Tại vì cái cơ thể mình nó cũng nặng á. Xe mới mua về lúc nào nó không căng da, nó căng da và cái mút ở dưới nó không căng hết á. Da này thì cứng mà. Nó cứng, bạn ngồi không? Thấy nó cứng không? Da cứng mà. Ok mà. Ok. Da này là da ngon đó, da xịn đó. Kể cả cái da của Carnival luôn không bằng da này. Dạ, xe châu Âu mà bạn. Anh phải hiểu ý. Xe Hàn, xe châu Âu nó sẽ mạnh lên. Xe châu Âu đẳng cấp hết chứ. Thật sự là xe châu Âu vẫn có sự chênh lệch thôi. Rất là nhiều họ sản xuất. Bên rất ok hơn. Bên Carnival bên ghế bằng xích á. Ừ. Mình có hai ghế bằng xích á, bình thường là ghế bằng xích là sẽ da sẽ ngon hơn. Nhưng cũng vậy đúng không? À, da nó vẫn vậy, nó khác màu thôi. À, khác màu. Nhưng mà mút thì nó nhiều hơn thôi. Đó. Rồi, thôi. Một
video đi bảo dưỡng cho đi, anh em đi bảo dưỡng xe cho tiện mình cũng đi theo quay video chia sẻ chiếc xe này cho mọi người. Cũng bảo dưỡng thì mấy cái chi tiết cơ bản, bảo dưỡng gói cơ bản cũng không có gì nhiều, cũng như quay cái nội thất xe, cũng như quá trình lái xe, nói chuyện vui sập sàng tâm sự với anh em chốt rồi thôi. Nói chung là mấy cái móc lẻ, móc lẻ, móc lẻ là nó rẻ lắm, rẻ cái móc lẻ nó rẻ, thay nhớt, thay lông đền, nước rửa kiến vậy thôi. Đúng rồi. Không, không thì thêm một số phụ gia, chút bình xúc xăng, xúc bình xăng, xúc cái phép bét thì kia đó nó đổ vô vậy thôi các bạn. Còn lên cái gói 10.000 là trung bình hả? Ừ, trung bình là sẽ có ví dụ là kiểm tra bu tháng, kiểm tra lốp gì đó, nói chung là tra thêm mỡ dầu rồi vô mấy cái chi tiết đó. Đó vậy thôi anh em ha, thì nôm na thì cũng một buổi chạy xe vui vẻ đi bảo dưỡng. Thì ngoài những cái video chạy chở khách ra thì mình cũng hay sản xuất mấy cái video kiểu đi bảo dưỡng cho mình, lấy mấy các dòng xe cơ bản hiện tại đang có sẵn để mà chia sẻ với anh em, cũng như là chia sẻ về chiếc xe hiện tại để hiện tại mà anh em mình đang quay video là chiếc này 3008 Verso 2020 ha, chạy hơn 100.000 cây rồi, nói chung là chạy khá là trâu trâu bò vẫn tuyệt vời. Không chỉ ra dòng này rất là bền, nói vậy thôi. Cơ bản là giới thiệu cũng như chia sẻ với anh em sơ vậy thôi ha. Thôi kết thúc video thôi anh em, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo nhá. Lái xe thì cũng có từng nói lái, cũng cung đường này, cũng lái thì cũng nói nhiều đó câu chuyện, cũng chỉ chia sẻ một chút video ngắn ngắn chia sẻ với anh em. Thôi bye bye Idol Carnival. Anh em nào sắp tới mà có nhu cầu xem Carnival nhiều, nhiều khi Idol sẽ lập một kênh riêng luôn, lập một kênh TikTok với kênh YouTube riêng luôn á, mình thấy. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình nhé, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo nhé. Thank you.